mình trở lại đây và nói với các bạn về vấn đề đó là lập trình đăng kiểm thì nhiều trạm bị đóng cửa, có trạm thì bị bắt hết phân nửa hoặc là đăng kiểm viên nghỉ nên hoạt động chỉ còn khoảng 1/2 cái công sức. 14 chuyền thì đóng hết 2 chuyền còn 2 chuyền. Rồi ngày trước á, thì họ làm nhanh để cạnh tranh với nhau, họ bỏ qua những cái lỗi vặt. Bây giờ thì bị chú ý quá từ quá nhiều từ phía Bộ Giao thông, Cục Đăng kiểm, Công an Giao thông, Quân đội, rồi báo chí cũng là cái ánh mắt của người dân nên họ làm đúng hạng mục đủ dẫn đến cái thời gian xét đủ đúng theo quy định khoảng 20 phút một xe nên thì ngày càng ùn ứ, nhất là ở các tỉnh thành lớn như là Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Thì ở đây mình làm một cái video để nói về cái cách mà các bạn chuẩn bị để đăng kiểm xe một cách dễ dàng trong những cái thời điểm khó khăn như thế này. Thì đầu tiên thì mình trong video này thì mình sẽ nói về những cái dòng xe cực ở trước, để video sau có thời gian mình sẽ nói về một cái số dòng xe to hơn hay là đặc biệt hơn. Thì đầu tiên các bạn nên đăng ký bằng app trung tâm đăng kiểm của Bộ Giao thông Vận tải ban hành. Rồi sau đó các bạn nên, nếu có điều kiện thì nên đi đến các tỉnh xa ít xe để đăng kiểm. Thì đầu tiên mình sẽ nói về một con xe con cho nó cơ bản nhất, các bạn lấy cái khung nó để các bạn hình dung các loại xe khác. Về kiểm tra thì họ cũng kiểm tra rất bình thường thôi, có những cái hạng mục trong khoang xe, khoang máy thì họ sẽ kiểm tra số khung, số máy phải đúng. Hình dạng thì phải đúng với cái chiếc xe nguyên thủy, các bạn không được lên đời. Nhiều người thì cưa cãi tại sao như vậy nó không đúng, thì đó là cái lực rồi. Ví dụ các bạn bán chiếc xe các bạn đời 26 mà các bạn lên form đời 24, xem cái đó bạn dụ người ta, bắt người ta bán, nhưng mà cái khi mà ra giấy tờ thì chính quyền không giải quyết được, rồi mua bán trao đổi dẫn đến là mâu thuẫn kiện cáo thì bên đăng kiểm họ cũng phải chịu trách nhiệm. Nhưng cái việc này thì nó cũng quá dễ hiểu vì sao mà họ không cho. Khi các bạn gắn body thì họ không cho quá 3 cm. Khi mà các bạn thay cabo hay là cản sau, cản trước gì đó thì phải đúng với cái hình dạng ban đầu, chỉ để thay cái họa tiết trang trí các đá nóc cản sau thì nên tháo ra. Đây thì nhiều người sẽ nói là khó, nhưng mà đây là cái luật, nó sai số, nó không cho phép quá 3 cm thì mình cứ chấp nhận điều đó rồi mình thực hiện thôi, đừng để đến nơi rồi cái bị trả về xong bị chết móc lên tại sao như vậy. Tiếp theo thì về đèn đuốc thì họ cũng sẽ kiểm tra xi nhan, đèn chiếu sáng. Cái đèn chiếu sáng thì họ sẽ kiểm tra kỹ, có thiết bị chuyên dụng, họ sẽ đo về cái độ chùm, độ lệch và cường độ của đèn pha là phải trên 10.000 CD. Ngoài ra thì các đèn lùi, đèn đờ mi, đèn cản, đèn sương mù, đèn phanh thì phải đủ. Về ở trong cái khoang xe thì ghế ngồi thì phải lắp đủ ghế và có đầy đủ dây đai an toàn. Gầm thì có các hạng mục như là động cơ, hộp số rồi phải hoạt động chân chu, không có chảy nhớt, các bạn kiểm tra sơ hoặc là các bạn đánh ra nhờ người khác kiểm tra. Họ một hệ thống lái, protein trụ, rồi so thanh sắn, các cơ cấu thanh đòn dẫn động lái thì phải hoạt động tốt, không có cái hiện tượng mà cọ sát vào nhau hay là bị công quên chảy dầu. Về phanh đó, thì theo quy định đối với xe thì hiệu quả phải đạt được 50%, đó là hiệu quả toàn bộ, tính dựa trên cái lực phanh trên khối lượng của chiếc xe là đạt 50%. Còn đối với phanh đổ là 16%, nó tương đương với một cái dốc, các bạn kéo phanh tay thì nó không bị tụt dốc. Chụp ngang thì họ cho là
cộng trừ 5 mm trên mét, nghĩa là khi mà bạn đi thẳng thì chiếc xe nó không được lệch qua bên trái hoặc bên phải quá 5 mm cho 1 mét mà chiếc xe đã di chuyển được. Cái này nó liên quan nhiều đến độ chậm. Về khí thải thì có hai dòng xe, đó là xe xăng và xe dầu. Xe xăng thì họ quản lý về HC và CO. HC thì các khí sốc cháy ra nó còn mùi than, xăng còn dư thì nó sẽ tạo ra nồng độ HC, còn CO thì nó là cháy tím khí dẫn đến là tạo ra CO. Cái khí CO thì rất là độc. Còn dầu họ quản lý về HSU. HSU có nghĩa là khi mà cái nguồn sáng nó chiếu qua cái làn khói đó thì bị khói che mất, thì hết bao nhiêu phần trăm che nó sẽ ra được cái độ khói. Đối với cái xe từ 2009 cho về sau thì họ cho là 60%, về xe ở về trước thì là 72%. Thì đối với xe xăng á thì nên chỉnh bộ, nếu mà xe là cũ thì chỉnh bộ chế quạt khí xăng và gió cho nó đều nhau để nó cháy mà không còn khí sót hoặc là không bị yếm khí. Vệ sinh lọc gió, lọc xăng, hai lọc gió lọc xăng, coi bugi có bị chết máy nào hay không. Vệ sinh nguồn đốt, đối với những cái xe mới thì các bạn cũng vậy thôi, cũng vệ sinh lọc gió, hai lọc gió lọc xăng, đừng để vệ sinh nguồn đốt bugi mới. Còn đối với xe máy dầu thì các bạn nên là vệ sinh ống xả, cái ống khí thải, các bạn dùng cây gỗ gõ dọc theo cái ống khí xả, sau đó có thể là trước 2 ngày thì các bạn dùng nước để rửa sơ, sau đó rồi đề máy thì đập ga lớn khoảng 5-10 cái gì đó thì cái bụi than này nó sẽ bay ra. Với ống bô các bạn sẽ đạt yêu cầu thôi. Ngoài ra thì đối với các xe mà có kinh doanh đó, thì các bạn phải cung cấp định vị. Định vị này thì có các bạn lắp của các hãng thì nó sẽ có 3 yếu tố, đó là trang web, cái tên đăng nhập với cái mật khẩu. Các bạn cung cấp cho bên đăng kiểm họ nhập vào và nó đúng được cái định vị ở chiếc xe này ngay tại trung tâm đăng kiểm thì họ sẽ cấp cho các bạn là xe kinh doanh thôi. Về xe tải thì xe tải nó sẽ có rất là nhiều vấn đề, nó là xe tải cơ bản, ngoài ra có xe tải chuyên dùng, xe pick up, xe van. Thì đối với xe tải thì các bạn đầu tiên các bạn phải làm chiếc xe mình đúng kiểu loại. Xe kiểu loại có nghĩa là gì, có thể là có xe thùng lũng không mới bạc, rồi xe chở gia súc gia cầm, xe 2 tầng chở xe máy chuyên dụng, xe chở pallet vân vân, thì nó phải đúng với kết cấu và cái bản vẽ lúc ban đầu. Không phải nào một chiếc xe mua bạc và các bạn gắn 2 tầng lên để các bạn chở xe máy, rồi sau đó các bạn vào quyết định là các bạn muốn đặt cái điều là điều phi lý thuyết, các bạn cũng không có nên trách móc người khác hay gì đó. Thì mình nghĩ cái điều này là không đúng, tại vì các bạn đã sai ngay từ đầu rồi. Thì ngoài ra các bạn cũng phải làm cho cái xe mình đúng kích thước, thì ở trong cái sổ đăng kiểm nó sẽ có ghi về 3 kích thước mà có dấu nhân đó, đó là dài, nhân rộng, nhân cao. Đối với kích thước tổng thể của chiếc xe tải á, thì cỡ xe số là 4 3 4, có nghĩa là 4 cm chiều dài, 3 cm chiều rộng, 4 cm chiều cao đối với tổng thể. Còn thùng hàng á, họ cho xài số không quá 5%, và cái 5% này không được vượt qua cái kích thước của tổng thể, có nghĩa là 5% nhưng không quá 4 3 4. Có nghĩa là nói nôm na, ví dụ như cái thùng xe của chiếc xe nhỏ nhỏ này 2 mét mốt thì nhân 5% thì nó sẽ được tầm 10,5 mm, có nghĩa là 1 cm, thì nó nhỏ hơn 4, thì mình sẽ lấy cái số 1, nó không được quá 1 cm. Nhưng mà đôi người ta vẫn ghi cho các bạn là khoảng 4 cm. Khối lượng thì theo quy định là không trừ 10%, không vượt quá 300 kg, có nghĩa là như một chiếc xe là 1,6 tấn thì các bạn sẽ số được
cộng trừ 160 kg, cộng với xe 3,6 tấn, thì các bạn được sai số là cộng trừ 300 kg. Đối với cái xe mà ba chân á, thì đôi lúc có những trạm họ dễ họ sẽ cho thêm 300 kg sai số cân. Có những trạm làm gắt làm đúng, cố gắng làm đúng thì họ sẽ không cho. Thì cái cách mà để đối phó với cái việc mà chuyện mà do các bạn gia cố nhiều quá, thì đầu tiên á, các bạn hãy coi kỹ trong chiếc xe nó có cái dịp kéo HC dài rộng cao rồi xịt HC. Ví dụ hàng HC nó được 650 thì các bạn chỉ được cái chiều cao của cái bẩn ở dưới, các bạn tháo to lên trên, và những cái khung nào dư thì các bạn tháo ra cho nhà bóp, tháo cái bánh xịt cua, ví dụ như tháo kèo, có xe 8 kèo thì các bạn có thể tháo 2 kèo xen kẽ, rồi tháo luôn các bạn. Cái nào các bạn thấy mà nó nhẹ đi bớt chiếc xe mà nó không ảnh hưởng đến kỹ thuật hình dạng của chiếc xe thì các bạn tháo bớt để nó nhẹ bớt là khi bạn đăng kiểm cho đúng. Rồi phanh thì cũng giống như xe con thôi, nhưng mà khi mình xe trên 12,5 tấn thì được hiệu quả 45%, không cần đến 50%. Thì đối với xe có xe phanh dầu và phanh khí nén, để phanh dầu thì các bạn cũng có hai loại, đó là loại một con heo và loại hai con heo. Tăng theo cái chiều mũi tên là chiều tăng. Cái này nếu mà người nào muốn thích học thì tăng cũng được thôi, bình thường. Còn nếu mà có đầu xe bô rồi thì các bạn nên tháo ra. Đối với xe thắng hơi thì các bạn nên tăng sát, sau đó xả ra khoảng 1-2 vòng. Phanh tay đối với cái có nhiều dạng, đó là dạng truyền lực hay là thắng bằng cái thun bua, hoặc là thắng trực tiếp ở trên bánh xe bằng cái cáp. Và đối với phanh thắng hơi thì nó lại bằng lốc kê. Ngoài ra thì mình nói về cái xe cúp. Cái cúp thì nó với xe nguyên thủy nó sẽ không có cái nắp thùng hàng, thì phải sẽ có các bạn sẽ gắn cái thùng hàng, cái thùng thấp và cái thùng cao, rồi sau đó các bạn đi cải tạo. Bên trung tâm đăng kiểm sẽ cấp cho một tờ giấy xanh để đi đổi cái cờ vẹt, nhưng mà nhiều người lại không chịu đổi. Cái giấy xanh này nó chỉ có hiệu quả khoảng 6 tháng, thì cái trên giấy xanh này nó có ghi về khối lượng bản thân và cái khối lượng hàng hóa. Thì khi mày đổi thì cái rào bẹt nó sẽ đúng cái khối lượng, nhưng mà mọi người thường không chịu đổi, dẫn đến là cái khối lượng ở trên cái rào bẹt và khối lượng trên cái sổ nó sẽ khác nhau. Rồi khi cái lần kiểm này đang gây gắt thì các bạn lại kiểm không được và quay ra chửi. Cách giải quyết thì giờ chỉ còn một cách duy nhất, đó là quay về cái trạm gốc để kiểm, thì họ sẽ kiểm cho các bạn lần nữa. Nhưng mà đến cái cách giải quyết mà hoàn toàn á, thì các bạn nên làm cải tạo một lần nữa, nhưng mà hiện tại thì chắc hơi khó. Cải tạo thì các bạn đổi chứ các bạn cứ đúng. Rồi cái xe van thì có hai dạng xe van, một dạng là xe nguyên thủy, nó sẽ cái xe van nó cũng được tính như xe tải, và nó có cái thùng hàng, cái thùng hàng để là chức năng để chở hàng hóa. Nên chiếc xe van thường thường nó sẽ có hai chỗ thôi, giống như con xe bắc á, nó có cái dòng xe van nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều so với một con xe con. Thì người ta mua xe này về xong người ta lại tháo cái vách này ra gắn ghế, sau khi mà đến đăng kiểm thì họ lại tháo cái ghế ra, họ chẳng có gắn cái vách lại. Khi mà bây giờ thì đăng kiểm siết lại thì bắt buộc phải gắn cái vách. Bắt đầu họ lên mạng họ chửi, họ trách móc về tại sao mình như vậy. Thật ra là quy định là đúng, thì xe các bạn mua rẻ hơn và cái có thời hạn sử dụng là 25 năm tính theo xe tải chứ không phải tính theo xe con. Bây giờ các bạn nên là phải gắn cái vách ngăn vào, tháo ghế ra để đi đăng kiểm. Còn tiếp theo nó là cái dạng xe mà cải tạo. Thì cải tạo này thường thường nó là xe 16 chỗ mà sau khi sử dụng một thời gian thì họ đổi làm cải tạo trở thành xe van. Thường có
5 chỗ và cái thùng hàng. Thì họ cũng như vậy thôi, họ gỡ cái bách ra, cải tạo thì có cái bách đó, có gia cố khung xương. Mà khi mà liên kiểm thì họ khi mà sử dụng ở ngoài họ lại tháo cái bách xong rồi cái tới chứ lúc thì liên kiểm không được thì lại chửi động, chửi trời chửi đất. Nhưng mà thiệt ra cái này các bạn chỉ cần chế một cái bách sao cho mà cái kích thước của cái thùng hàng có dài nhân rộng nhân cao á, cái chiều dài của nó là đúng, và cái bách này phải gắn chắc chắn thì các bạn liên kiểm một cách dễ dàng thôi. Thì đây là một phần mình sẽ chia sẻ. Có rất là nhiều vấn đề mình thấy, cũng như là có nhiều cái hội nhóm và những cái người mà admin rất là có hiểu biết về ô tô, thậm chí họ làm kỹ sư nữa, có bạn bè làm đăng kiểm mà khi mà lúc trước họ kiểm xe được ấy, thì họ share bài viết, họ giới thiệu người này người kia vào cái trung tâm đó. Rồi đến lúc mà cái trung tâm đó bị bắt thì họ lại share bài viết nói này nói kia. Mình thấy nó rất là mệt cười khi mà những cái xe họ đậu này nọ xét được thì cái lúc mà tung hô rồi bây giờ khi mà xét không được thì họ lại chà đạp người ta như vậy. Thì công việc thì cũng ai cũng có công việc, có cuộc sống riêng nên mình không muốn bàn nhiều. Đây là một phần của câu chuyện về đăng kiểm. Qua phần tiếp theo thì mình sẽ nói nhiều hơn về những cái loại xe khác có nhiều yếu tố hơn để các bạn hiểu và có thể tư vấn cho người thân, bạn bè hoặc là khách hàng của mình để có thể mà đăng kiểm một cách dễ dàng.